Hello, xin chào tất cả các anh em nhá. Hàng về đi luôn anh em. Chiếc lọc xì Davix 231 màu đen này thì test nhanh để gửi cho hai bác khách hàng theo nhu cầu của hai bác. Thì hai bác ở đây, một bác là Lê Lang, bác là Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bác khách hàng đều đặt cọc trước cho bên em đó là 50.000 rồi. Một bác nữa, bác ở Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định cũng đều là Davix 231. Thì test nhanh để gửi hàng cho hai bác để hai bác sử dụng. Thì đối với thời gian bây giờ do ảnh hưởng của dịch, tức là trong miền Nam đấy, như của bác Linh Lang, bác ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái thời gian vận chuyển nó sẽ lâu hơn, sẽ chậm hơn một chút. Thì anh em sẽ nhận chậm hơn giúp em anh em nhé. Thì em xin báo với anh em, không anh em lại thắc mắc về tình hình sao lại gửi chậm thế, sao lại lâu nhận được hàng thế. Thì với tình hình dịch bệnh này thì nó không nhanh được, nên là anh em thông cảm cho em. Đấy, và anh em cố gắng đợi cho em. Bên em sẽ test hàng cẩn thận và đóng gói rất cẩn thận, bởi vì trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ lâu, nó sẽ lưu kho lâu hơn. Thì bên em sẽ đóng hàng cho anh em rất là cẩn thận để anh em yên tâm khi nhận hàng, nó không bị móp méo và rất dễ, để anh em yên tâm là bên em test hàng rất cẩn thận để trước khi gửi cho anh em. Đấy, hàng mới về thì mới quảng cáo xong là anh em đã chốt đơn ngay, chốt đơn luôn hai chiếc lọc xì anh em nhé. Đấy, chiếc lọc xì 231 đến 231S thì bên em luôn bán song song và được rất nhiều anh em lựa chọn, thì anh em có thể biết được về cái chất lượng của những dòng sản phẩm này rất là cao cấp anh em nhé. 1.400.000 đồng bao ship và tặng dây dắt tới tất cả anh em. Anh em có thể nghe thấy, nhấn vào này. Đây, khi không qua những chiếc lọc xì, anh em có thể nghe thấy tiếng nó tối đi rất nhiều, cái tiếng bát tiếng chét nó không nồn được lẩy, tiếng bát đánh không còn được lực anh em nhá. Đây, và sẽ nhả ra này. Đấy, anh em có thể nghe thấy cái tiếng bát tiếng chét nó lên rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Và nhiều anh em hỏi em là cái đèn này tại sao nó không nháy, anh về anh sử dụng mà đèn nó không nháy. Thì cái đèn này nháy hay không nó là do cái tín hiệu đầu vào của anh em. Ví dụ anh em dùng vang hoặc sử dụng thiết bị từ trên TV cắm xuống ấy, mà tín hiệu đầu vào nó nhỏ quá thì nó không nháy anh em nhé. Em có thể làm cho anh em thấy. Đây, đây là một cái tín hiệu nhỏ thì nó không nháy đâu anh em nhé. Còn khi anh em cho tín hiệu to lên, cái âm lượng, cái input gain đầu vào ấy nó to lên thì nó sẽ nháy. Đấy. Nếu như tín hiệu to thì nó sẽ nháy nhiều đèn, mà tín hiệu nhỏ hơn thì nó sẽ nháy ít đèn hơn tới tất cả anh em. Và lưu ý với anh em về nhà thì anh em để cho em đó là Equipass là không sáng đèn nhá. Nhấn vào này là nó không có tín hiệu đâu anh em nhá. Nhấn vào này là không tín hiệu đâu, là nó không qua lọc xì đâu. Anh em có chỉnh cần gạt này thoải mái, không có tác dụng đâu anh em nhá. Nhả ra này. Đấy, nhả ra thì nó mới có tác dụng anh em nhá. Và lưu ý với anh em cái Ranger này lên ấn vào. Ranger này nó sẽ là tăng cái biên độ tần số, coi như là cái cần gạt fader này nó sẽ tăng được cái độ âm sắc của nó lên. Anh em chỉnh nó sẽ tốt hơn và nó sẽ độ nhạy của cần gạt này nó sẽ cao hơn tới tất cả anh em. Thì anh em cùng nhìn thấy bên trong này nó là một cái nguồn xuyến tròn bản đết mới nhất năm 2021 anh em nhé. Đết mới nhất 2021 thì nó sẽ chạy nguồn xuyến tròn này và nó là bản cao cấp nhất. Các chip IC của nó đã được nâng cấp lên tới tất cả anh em, nâng cấp fader, nó là nâng cấp toàn diện anh em nhé. Chỉ mỗi cái mặt hình thức là nó không được nâng cấp thôi, còn đâu nó được nâng cấp về nguồn, nâng cấp về các IC xử lý, nâng cấp về các cái fader này, nó được khít hơn, được chặt hơn. Và các cái fader này anh em có thể nhìn thấy nó đều được một cái lớp cao su bên ngoài để nó chống bụi bẩn, anh em có thể nhìn thấy chưa? Đấy, đều được chống bụi bẩn và các fader này của nó rất khít anh em nhé, rất khít và anh em chỉnh nó rất là chặt chẽ luôn, rất là chặt chẽ luôn. Cùng cho anh em nghe lại này. Đấy, không qua lọc xì luôn. Đấy, không có tín hiệu hay là anh em tăng giảm các cần gạt này nó không tác dụng này, không tác dụng. Và anh em nhả ra. Đấy, nó tín hiệu âm lượng của nó khác hẳn luôn anh em nhá. Tiếng bass check của nó tăng lên rất nhiều. Davix 231. Đấy. Thì test hàng nhanh gửi cho hai bác khách hàng, để anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Em vẫn bán song song hai dòng sản phẩm, đó là mặt màu trắng và mặt màu đen. Davix 231 nó sẽ là mặt màu đen này, và Davix 231S nó sẽ là mặt màu trắng anh em nhé. Với hai bản này thì nó chất lượng của nó như nhau, nó chỉ khác nhau đó là một mặt màu đen và một mặt màu trắng thôi. Đều đồng giá 1.400.000 đồng, bao ship tặng dây giác tới tất cả anh em. Và lưu ý với anh em, đều là sản phẩm mới, nguyên thùng xốp. Đấy, nguyên thùng xốp tới tất cả anh em, nguyên thùng xốp để anh em có thể lựa chọn. Đấy, Davix 231 hoặc là 231S anh em nhé. Đấy, thì mọi thông tin nhu cầu anh em liên hệ với em hai qua số điện thoại bên dưới. Cảm ơn hai anh đã tin tưởng và đặt hai sản phẩm này bên em. Rồi, chào tất cả anh em. Mua hàng liên hệ trực tiếp anh em nhá. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông anh em nhá.